Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Yamaha ấp ủ hai dàn áo mới siêu hoành tráng cho chiếc Xcenter Channel 10 nhằm phục vụ dân chơi. Xcenter Channel 10 là mẫu xe con tay bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Điều này thể hiện qua doanh số bán hơn 180.000 xe đã được bán trong năm 2015. Và chiếc Xcenter Channel 10 vẫn đang mệnh danh là ông vua dòng xe con tay Việt Nam. Trong năm 2016, lượng xe Xcenter bán ra còn kinh khủng hơn. Mỗi tháng họ bán được 20.000 xe. Về thiết kế, chiếc Xcenter Channel 10 đen mờ vẫn giữ tổng thể so với bản hiện hành. Xe dài nhân rộng nhân cao gồm 1970 nhân cho 670 nhân 1080 mm, chiều dài cơ sở 1290 mm, chiều cao yên xe 780 mm, trọng lượng ước 115 kg, khoảng sáng gầm 135 mm. Bản đồng hồ thiết kế thể thao, khi mở khóa điện, đồng hồ LCD hiển thị dòng chữ Hyperdy hoặc là Ready to Go. Ngoài thay đổi về màu sơn xe, Xcenter Channel 10 màu mới vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật ở các phiên bản trước. Sử dụng động cơ 4 thì 4 van SOC làm mát bằng dung dịch xăng đơn, dung tích 149,7cc, kết hợp hộp số 5 cấp, sinh ra công suất tối đa 15,7 mã lực tại 8.500 vòng phút, mô men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 7.000 phút. Với tem mới, Xcenter tiếp tục duy trì hình tượng ông vua đường phố, một chiếc xe số thể thao phù hợp với những khách hàng nam trẻ đam mê tốc độ, muốn sở hữu một chiếc xe kết hợp vừa khả năng vận hành vượt trội, động cơ mạnh mẽ và một thiết kế tuyệt đẹp làm nổi bật lên bản thân. Xcenter 150 2016 đang được người tiêu dùng hy vọng sẽ là mẫu mới được cải thiện hiệu năng hơn. Dù biết dòng Xcenter 150 được ra mắt vào cuối năm ngoái và gần đây cũng xuất hiện khá nhiều với tem zin mà hãng đã công bố. Trước tiên, Xcenter cũng thông tin Xcenter 150 2016 không thay đổi nhiều về kiểu dáng lẫn thông số kỹ thuật và các lỗi ban đầu tồn tại mà người tiêu dùng phản ánh sẽ được sửa chữa trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.